Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. Chào quý cô công sở, ngày hôm nay Melia xin gửi tới mọi người một siêu phẩm có thể kết hợp với rất nhiều các item khác nhau. Đầu tiên đó chính là mẫu áo sơ mi mà Lan Anh đang diện đây, sẽ có chất liệu là ngọc trai cao cấp này. Thì nhìn gần mọi người sẽ cảm thấy những cái độ óng nhẹ nhàng này tạo nên sự sang trọng cho mẫu áo. Mẫu áo của chúng ta sẽ được điểm nhấn bằng những hàng ngọc trai ở phía cầu vai này và cánh tay của chúng ta để làm cho các quý cô thêm nổi bật. Ngoài ra thì với ba màu sắc chủ đạo đó là màu xanh than, xanh lá và màu trắng thì sẽ ngay lập tức làn da của chúng ta sẽ được nâng tông này và tạo một cảm giác rất là tươi trẻ, được không nào? Mẫu áo này thì mọi người có thể kết hợp với rất nhiều các item khác nhau như là quần ống suông này, quần âu này hay là các dáng chân váy khác nhau. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì Lan Anh sẽ mix cùng với một dáng chân váy bút chì cũng có tông màu tương xứng để có thể kết hợp ăn ý nhất với mẫu áo này. Đó chính là dáng bút chì với màu xanh than các quý cô nhé. Dáng bút chì này thì sẽ có chất liệu là tuyết mưa cao cấp. Thì chất liệu này chắc hẳn là nhiều quý cô đã biết đến rồi, đúng không ạ? Với một độ co giãn nhẹ nhàng vừa phải này, và dù là dáng bút chì ôm sát nhưng mà có được xẻ tà phía sau nên các quý cô của chúng ta vẫn sẽ luôn luôn tự tin và thoải mái khi di chuyển. Điểm nhấn cho phần chân váy bút chì này sẽ là một chiếc nơ rất là xinh xắn và nữ tính ở phía trái đây. Đó, mọi người thấy không ạ? Với chân váy này thì mọi người cũng hoàn toàn có thể mix được với rất nhiều kiểu áo khác nhau. Vì vậy nên Lan Anh gọi đây là một siêu phẩm, đúng không ạ? Có thể tách set để mix với các dáng quần này hay là các dáng sơ mi khác nhau này. Chắc chắn rồi, với kiểu áo sơ mi và mẫu chân váy mà Lan Anh mang đến ngày hôm nay sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo cho các quý cô công sở của chúng ta. Vì vậy nên nếu như quý cô nào đã ưng rồi, hãy comment ngay trực tiếp dưới video này hoặc gửi tin nhắn về fanpage của Melia nhé. Khi mua hàng online thì mọi người sẽ được kiểm tra hàng này và được miễn phí ship này. Còn nếu muốn đến tận nơi để thử thì xin mời mọi người sẽ ghé thăm các showroom gần nhất của Melia trên toàn quốc. Melia, mặc đẹp để thành công.